anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ Vitech thuộc về nhãn hiệu Omega. Một chiếc đồng hồ Omega Constellation vàng đúc toàn thân, rất đắt tiền. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Và công việc đầu tiên của mình vẫn như mọi khi là mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem về chiếc đồng hồ này. Đây là một dạng đồng hồ New Old Stock, độ mới là còn cực cao, nó giống như dạng hàng tồn kho. Cái chiếc đồng hồ này thì nó là một cái chiếc đồng hồ xưa, tuy nhiên là nó vẫn thuộc vào cái dạng phân khúc cao cấp nhất của hãng Omega. Các bạn nào chơi đồng hồ Omega ngày xưa thì các bạn có lẽ cũng biết dòng là cái dòng Constellation, là một cái dòng sản phẩm đồng hồ có độ chính xác cao nhất và giá thành cũng đắt nhất của Omega. Cái chiếc đồng hồ mà các bạn đang thấy ở đây thì nó sẽ được làm toàn thân bằng vàng đúc 18K các bạn nhé. Cảm giác cầm lên tay nó khá là nặng tay. Ngày xưa là những chiếc đồng hồ Omega công tê thì nó chỉ bọc vàng thôi cũng đã có giá rất cao rồi. Tuy nhiên cái chiếc đồng hồ các bạn đang thấy đây là một cái dòng sản phẩm rất cao cấp và nó được làm toàn thân từ vàng đúc 18K. Cái phong cách của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ đi theo dạng trường phái đồng hồ hình chữ nhật. Nếu xét về mặt kích thước thì nó sẽ có kích thước vào khoảng 36mm đối với đồng hồ vỏ tròn. Tuy nhiên là do cái phong cách thiết kế theo cái dạng nó đi theo hình chữ nhật như thế này, cho nên là cảm giác nó sẽ có cái gì đó nó khá là nữ tính. Cho nên là cái dòng sản phẩm này thì anh em nào có cổ tay bé khoảng tầm 15cm hoặc là những chị em nào thích đeo đồng hồ thì chúng ta đeo cái dòng này thì nó sẽ hợp hơn. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái phần mặt số của cái chiếc đồng hồ này. Chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ có mặt số được làm theo cái dạng phong cách hình chữ nhật, nó bè sang hai bên. Và kích thước từ đằng hai bên này thì nó sẽ rơi vào tầm 36mm và từ trên xuống dưới thì nó sẽ rơi vào tầm 2,3cm. Ở mặt trước là chúng ta sẽ có một cái lớp kính nó bảo vệ cho cái chiếc đồng hồ này. Ở bên dưới cái mặt số này chúng ta có một cái mặt số dạng tổ ong có màu vàng nhạt khá là đẹp. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số nổi và có dạng hình que. Thì các bạn thấy là những cọc số này thì sẽ có cài đá đen ở phần trên, phối trí đều xung quanh mặt số khiến cho cái chiếc đồng hồ nó khá là dễ nhìn và có cái nét gì nó rất trực quan. Ở bên dưới chúng ta có dòng chữ Constellation cùng với logo của hãng đồng hồ Omega. Ở phần trung tâm thì chiếc đồng hồ này các bạn thấy là nó sẽ bị lược bỏ đi phần kim dây. Thay vào đó chúng ta chỉ có phần kim giờ và phút. Và mục đích để loại bỏ cái phần kim dây này thì nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ nó mỏng hơn. Ở đây các bạn thấy là bộ hai kim này thì được thiết kế có màu đen rất là đơn giản và thanh mảnh, cực kỳ là dễ xem giờ. Tuy nhiên là đối với cá nhân mình thì mình vẫn mong muốn là đây là một cái chiếc đồng hồ nó sẽ có phần kim dây. Thì cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái gì đó nó hoạt động hơn. Để cái hai phần kim này thì cảm giác như cái chiếc đồng hồ nó hơi bị chết một chút. Thì các bạn thấy là chúng ta có dòng chữ Omega Chronometer Automatic. Đây là một cái chiếc đồng hồ nó chạy một cỗ máy tự động lên dây cót và được chứng nhận chuẩn có độ chính xác cao tại các cái trạm quan sát thiên văn ngày xưa. Các bạn lưu ý là những cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ được chứng nhận độ chính xác cao tại các trạm quan sát thiên văn chứ không phải là chuẩn COSC như hiện nay. Có nhiều bạn sẽ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Ở chân mốc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade. Đây là một cái chiếc đồng hồ được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì như các bạn đã thấy mình quay một vòng thì nó là một cái chiếc đồng hồ được đính liền thân với một cái bộ dây đeo. Cái bộ dây đeo này thì nó không phải là dây đeo tách liền mà nó là một bộ dây đeo đính liền với cái phần củ đồng hồ và toàn bộ đều được làm từ vàng khối 18K. Cảm giác nó không quá dày cũng không quá mỏng, tuy nhiên là cầm nó vẫn là nặng bởi vì đây là một dạng đồng hồ được làm từ vật liệu vàng khối. Ở phần trên phần dây đeo cũng như là phần thân vỏ các bạn sẽ thấy đây chúng ta sẽ có cái dạng hoa văn giống như dạng đánh vân sớ lụa và nó được làm sần sùi. Các bạn sẽ cảm giác khi mà chúng ta cầm miết cái ngón tay ở trên thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái nó ở bên dưới da nó tạo ra chúng ta cảm giác sần sùi khá là độc đáo. Và khi mà chúng ta nghiêng dưới ánh đèn thì cảm giác nó giống như những cái chiếc vàng lá trông cực kỳ là nó độc và lạ. Ở hai bên thì chúng ta thấy là nó được làm bóng. Như nhiều cái chiếc đồng hồ dạng dây đính liền thân này mà mình đã giới thiệu thì các bạn thấy là nó sẽ không có phần chốt để chúng ta có thể cắt được cái mắt dây, cho nên là những cái chiếc đồng hồ này các bạn sẽ phải đem ra tiệm kim hoàn để cắt mắt dây nếu như chúng ta muốn cho nó ngắn hơn. Ở phần bên hông thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ có phần bên trên được làm theo dạng là vàng nhám, còn bên dưới thì nó sẽ được làm bóng kết hợp với đánh phay xước.
Tại góc 3 giờ chúng ta có một núm điều chỉnh giờ đây. Cái núm điều chỉnh này thì nó sẽ được làm nhọn ra, và các bạn thấy là nó đi theo cái trường phái giống như cái dòng sản phẩm Cartier tăng. Tức là cái phần núm điều chỉnh nó sẽ làm nhô ra giống như nòng xe tăng. Đó, chúng ta rút ra chúng ta có thể chỉnh giờ rất dễ dàng. Lật ra nắp đáy phía sau, chúng ta có một nắp đáy nó được làm từ vàng đúc 18K. Thì cái nắp đáy này các bạn thấy nó đang còn cái phần ni lông ở đằng sau. Về cơ bản thì cái phần nắp đáy cũng rất là mới. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một vài cái vết xước lông mèo không thể tránh được trong cái quá trình lưu trữ của chiếc đồng hồ này. Các bạn thấy là chúng ta có những phần đánh vạch xước từ trên xuống dưới. Phần nắp đáy sẽ không có bất cứ một ký hiệu nào. Ở đây các bạn thấy là phần đằng sau của bộ dây đeo thì nó sẽ có hoa văn khác với phần mặt trước. Mặt trước thì nó dạng vân sớ lụa phay xước. Ở phần mặt sau thì người ta lại làm bóng. Khi mà đeo lên thì cảm giác nó dễ chịu hơn. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ sử dụng cái bộ khóa cài 18K các bạn nhé. Đây là bộ khóa của nó. Các bạn nào muốn cài các bạn phải bật cái này ra. Sau đó các bạn móc cái phần khóa vào. Thì các bạn tiếp tục cầm vào như thế này. Đây thì chiếc đồng hồ nó sẽ cài chắc vào tay các bạn. Đây chúng ta có logo của Omega được đính ở trên phần khóa, cũng được làm từ vàng 18K. Rất chất lượng. Mình sẽ thử đeo lên cổ tay cho các bạn cùng xem để chúng ta hình dung được nó như thế nào. Thì cổ tay của mình thì nó rơi vào tầm 16,5 cm. Đấy, và các bạn thấy là khi đeo lên tay thì nó có cái gì đó nó khá là nữ tính. Cái chiếc đồng hồ này thì nếu mà so với những chiếc đồng hồ vintage ngày xưa thì nó không phải là một chiếc đồng hồ có kích thước bé. Tuy nhiên là như mình đã nói ngay từ đầu ấy, thì cái phong cách thiết kế hình chữ nhật này thì nó có cái gì đó nó hơi nữ tính một chút. Thì anh em nào có cổ tay khoảng tầm từ 15 cm, hoặc là chị em đeo cái dòng này thì nó sẽ phù hợp hơn. Thì các bạn thấy là cái phần dây của nó cũng khá là to bản, nó rơi vào tầm 2,2 cm. Đấy, thì nó đeo thì nó không quá là bé. Tuy nhiên là cái phong cách thiết kế này thì nó lại nhẹ nhàng và nữ tính hơn so với nhiều những cái chiếc đồng hồ công tê khác. Cái dòng này thì cân vàng này thì nó rơi vào tầm 2,2 cây vàng, cũng khá là đẳng vàng. Giá tiền của nó thì rơi vào tầm 178 đến 180 triệu. Chiếc đồng hồ này thì đương nhiên là các bạn lưu ý là nó không rẻ một chút nào rồi. Đối với dòng công ty như mình đã nói ngay từ đầu, đó là một cái dòng sản phẩm nó đắt tiền từ ngày xưa. Và kèm theo đó đây là một cái chiếc đồng hồ nó làm từ vàng đúc toàn thân, vàng đúc nguyên khối, toàn bộ từ khóa cho đến củ đồng hồ. Cho nên cái giá thành của nó rất là cao, độ mới cũng đang còn cực kỳ là tuyệt vời. Mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem một lần nữa. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.